Trời ơi, mùa hè muốn mua một cái mũ chống nắng cho khuôn mặt to tròn của tôi thực sự khó khăn quá đi thôi. Với một cái mũ chống nắng giống nhau, nhưng người khác đội trông thật xinh đẹp, còn tôi đội thì không những không thoải mái, còn làm khuôn mặt trông to hơn. Nhưng sau khi thử và sai không ngừng, cuối cùng tôi đã tìm được vài kiểu mũ chống nắng phù hợp với khuôn mặt tròn và đầu to của tôi. Hãy nhớ like, lưu vào mục yêu thích và khi mua hãy xem lại. Đầu tiên, đây là một chiếc mũ chống nắng kiểu đan bằng cỏ, có viền cực kỳ rộng và dạng hình cung tròn này, rộng ở phần trước và hẹp ở phần sau. Thật tuyệt vời để làm nhỏ đi những gương mặt tròn trịa của chúng ta. Với những đường viền trên mũ, thật sự làm nhỏ gương mặt cực kỳ hiệu quả. Khi đội lên còn mang đến cảm giác đang đi nghỉ dưỡng. Chỉ số chống nắng UTF 50 của nó đủ dùng cho mùa hè hàng ngày. Phía sau còn có thiết kế có thể điều chỉnh, rất thân thiện với các cô gái đầu to. Thứ hai là một chiếc mũ lưỡi chai màu kaki. Phần mũ và viền mũ của nó được làm sâu hơn, lớn hơn, dài hơn và rộng hơn. Bạn lo lắng về việc đầu to không đội được à? Các nhà sáng tạo thật tận tâm với những cô gái đầu to và rất phù hợp cho những người lười biếng tạo kiểu khi đi ra ngoài. Ngày thường không gội đầu, tôi thích đội chiếc này. Chiếc tiếp theo là một chiếc mũ vành rộng. Rộng này thực sự dành cho những cô gái đầu to, được tùy chỉnh theo từng người, nhưng cần lưu ý, hãy chọn những chiếc mũ với viền rộng hơn. Những chiếc mũ như thế làm nhỏ gương mặt cực kỳ hiệu quả, nhưng những chiếc mũ mà không có viền rộng sẽ làm khuôn mặt trông to lớn. Không khuyến khích đội những chiếc đó. Một lợi ích khác là có thể đội khi không trang điểm. Thường thì tôi vội vàng ra ngoài không kịp trang điểm. Tôi rất thích đội cái này. Đội cùng khẩu trang cũng là một cách hoàn hảo cho ngoại hình tự nhiên. Và nó còn rất sang trọng và thời trang. Có cảm giác như một ngôi sao đúng không? Ha 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 ha. Thêm một dây đeo chống gió nữa. Đôi khi mùa hè có gió mạnh, không cần lo lắng rớt mất. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chị em có gương mặt hình vuông tròn sẽ thích. Với lóc cổ thấp như vậy và có thiết kế viền rộng cong hẳn, trong bốn chiếc nón này, nó sẽ làm nhỏ gương mặt nhất, tạo sự năng động và thể thao hơn. Có thể để tóc xõa xuống hoặc buộc một đuôi thấp đều rất đẹp. Và chất liệu vải lanh rất thoải mái khi đội, chỉ số chống nắng cũng rất cao và nón còn có thể được gấp gọn như thế này. Thường thì khi đi làm hoặc đi học, chỉ cần đặt nó trên bàn cũng không chiếm diện tích. Nó vừa đẹp vừa tiện lợi phải không? Vậy là hôm nay chia sẻ về việc chọn nón chống nắng cho gương mặt hình vuông tròn đã kết thúc. Các cô gái với gương mặt to và hình vuông tròn hãy theo dõi tôi để tôi khám phá nhiều thứ tốt hơn cho chúng ta.